아유 엄마. Điện đâu rồi? Điện ngủ ngoài sao á, muốn chơi thăm ổng là họ vụ hỏm không? Hả? Được, được. Em có cái tờ đại trái rồi. Đi, đi, lên xe. Có học bị tin không chị? Có mặt rồi nè mọi người. Đó là vấn đề nhạy cảm của tiệm người ta nên mình cho không dám quay lúc mua được. Giờ mình chơi. Tới nhà rồi nha mấy bạn. Giờ mình đi móc xịt mình chơi. Xin thầy vậy, pha nhức mắm nha. Đạt cho bạn không? Cái tôi rồi luôn. Anh đi cho nước mắm. Vô đây đủ rồi. Chết cho tươi. Chào ông giả vô mày. Ok. Chào mọi người nha. Em chào mọi người đã quay trở lại với kênh Hậm Điền ở bài sau. Ngày hôm nay anh Điền anh ngủ ngoài sao á. Mình chơi không? Đá thùng. Ông ngủ đằng kia kìa mọi người. Cục xình này. Phật mình xình chơi ông. Kìa, giờ ống rửa nha mọi người. Mọi người thấy hay, nhớ like và subscribe để anh em có động lực để làm những video mới nhất cho mọi người xem nha. Bye bye.